khu đô thị biển Cần Giờ có ngọn hải đăng 108 tầng và sân gốc 155 ha. Dự án khu đô thị biển Cần Giờ 2.800 ha của Vingroup với vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng đang được lên phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 lần thứ hai. Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có diện tích 2.870 ha tại xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh do một công ty con của tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Khu vực thực hiện dự án thuộc trung tâm huyện, có nhiều tiềm năng phát triển và là trọng điểm du lịch, dịch vụ cũng như quản lý nhà nước của huyện Cần Giờ. Giữa năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án từ 600 ha lên 2.870 ha với tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng. Trong 2.870 ha diện tích hiện tại, khu vực đã lấn biển khoảng 20 ha, toàn bộ diện tích còn lại không có dân cư sinh sống. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ vừa có bản thuyết minh điều chỉnh cục bộ lần hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 của khu đô thị này. Trước đó, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 của dự án đã được phê duyệt lần 1 từ năm 2018. Lý do điều chỉnh lần hai là có một số định hướng mới trong chiến lược phát triển khu vực Cần Giờ, như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060, bổ sung quy hoạch cảng biển Cần Giờ, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2020-1 đến 2030. Trong khi đó, quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt từ năm 2018 chưa đáp ứng được xu hướng đô thị biển với không gian đô thị cứng nhắc, quy hoạch hệ thống giao thông ô bàn cờ, chưa phù hợp tiêu chí đô thị sinh thái, chưa linh hoạt về chức năng sử dụng đất, tính kết đối với các khu vực lân cận còn hạn chế. Ngoài ra, phương án quy hoạch phân khu cần tổ chức khu trung tâm đa chức năng gắn với công trình và biển hồ, tăng tiện ích đô thị với các công trình như nhà hát, trung tâm hội nghị, sân vận động, sân thể thao để thu hút du lịch. Theo phương án quy hoạch mới, khu đô thị được tăng diện tích khu sân golf từ 146,6 ha lên 155,2 ha. Công trình điểm nhấn tại dự án là mũi hải đăng với biểu tượng tháp 108 tầng và một số khu vực cao tầng tại trung tâm đô thị. Khu đô thị được chia thành 5 khu A, B, C, D, E. Khu A được điều chỉnh tăng khoảng 183 ha lên gần 954 ha. Quy hoạch khu A có sân golf diện tích 155,2 ha, khu B có diện tích gần 660 ha, tăng 73 ha so với quy hoạch trước đây. Ngoài chức năng dịch vụ du lịch, khu B còn dự kiến bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội cho toàn khu tại khu vực giáp đại lộ Cần Thạnh, Long Hòa. Khu C có diện tích 318 ha, hầu hết là công trình công cộng dịch vụ như trường học, sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa. Nổi bật của khu này là tòa tháp hải đăng cao 108 tầng, khu D có diện tích 480 ha, gắn liền với các khu du lịch, nhà phố thương mại, khu E là mặt nước cảnh quan trung tâm, điểm nhấn là cầu vượt mặt nước trung tâm cảnh từ phía đông bắc nối với mũi hải đăng. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh lập hội đồng thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000, quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, ông Nguyễn Thanh Nhã, giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc làm chủ tịch hội đồng thẩm định. Theo đó, hội đồng thẩm định sẽ tham gia góp ý, phản biện nội dung quy hoạch và các vấn đề liên quan khu đô thị này. Kết luận của hội đồng là một trong các cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định. Vì vậy, phương án điều chỉnh cục bộ bên trên được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện thuyết minh là một phần trong tài liệu cuộc họp thẩm định này. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, nếu được phê duyệt, sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho lập các quy hoạch chi tiết và công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng tiếp theo, góp phần tạo điều kiện để chủ đầu tư có cơ sở nhanh chóng triển khai các phần việc tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả của dự án. Cần Giờ là một trong năm huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở hướng đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km theo đường chim bay, có hơn 20 km bờ biển chạy dài theo hướng tây nam, đông bắc, có các cửa sông lớn của các con sông Lòng Tàu, Cái Mép, Cò Gia, Thị Vải, Xoài Rạc, Đồng Tranh. Cần Giờ giáp danh với huyện Nhân Trạch, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, huyện Châu Thành, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giáp với huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, giáp với huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, còn lại giáp với Biển Đông. Huyện Cần Giờ sẽ là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm khu vực. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu, đến năm 2030, huyện đảo Cần Giờ trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết 12 về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Trong giai đoạn này, huyện đảo của thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và phát triển trở thành thành phố biển tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường với mũi nhọn là ngành du lịch sinh thái. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực. Trong đó, tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 đến 2030 tăng 20,7%, tỷ trọng dịch vụ chiếm 74,7% vào năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 182 triệu đồng năm. Ngoài ra, huyện Cần Giờ sẽ đạt 100% tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng, phương tiện công cộng sử dụng năng lượng sạch, lượng chất thải rắn được thu gom xử lý. Đến năm 2030, huyện cũng phấn đấu để 40% tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn, chỉ còn dưới 3% hộ nghèo theo chuẩn của thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được những mục tiêu này, huyện Cần Giờ cần phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương ven biển. Các ngành cần được chú trọng gồm dịch vụ, du lịch biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản chất lượng cao. Huyện cần hình thành những chính sách thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn.
Ngành du lịch cần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cơ cấu nông nghiệp cần chuyển dịch theo hướng áp dụng công nghệ cao. Trong tương lai, Cần Giờ sẽ kết nối với các tuyến du lịch quốc tế thông qua cảng hành khách quốc tế trên đường Sài Gòn, Vũng Tàu. Dự án khu đô thị lấn biển cần triển khai theo quy hoạch được phê duyệt nhằm tăng lượng khách du lịch bình quân 12,5% mỗi năm, đạt 49 triệu lượt khách giai đoạn 2021-2030. Huyện Cần Giờ cũng cần hình thành hạ tầng logistics liên thông với các địa phương trong nước và quốc tế, gắn với các dịch vụ hỗ trợ tại vị trí tiếp giáp sông Lòng Tàu, luồng Sài Gòn, Vũng Tàu, luồng Cái Mép, Thị Vải. Các tuyến phải hiện hữu kết nối huyện đảo của thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương khác cần được nghiên cứu để mở rộng, khai thác đồng bộ. Song song với việc phát triển kinh tế, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xác định Cần Giờ cần bám sát việc quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Huyện Cần Giờ cần là hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao chất lượng sống người dân. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng làm rõ quan điểm, việc xây dựng, phát triển huyện Cần Giờ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân thành phố. Mục tiêu này nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng biển để Cần Giờ trở thành một trong những không gian mới, động lực mới, thúc đẩy phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.